Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bisamon. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiến tới một cái thử thách cuối cùng, cũng là thử thách căng nhất. Đó chính là tìm và cố gắng thu phục càng nhiều những Pokemon huyền thoại cũng như là huyền ảo còn sót lại trong thế giới Siêu Bisamon ha. Và trong đó có cả Pokemon tên là Thundurus nè. Hôm qua thì mình gặp Thundurus trong một chỗ đánh boss. Chỉ tiếc là mình không đủ sức mạnh để có thể đánh gục Thundurus và thu phục ấy. Nên hôm nay chúng ta sẽ thử tìm lại Thundurus ha. Và địa điểm xuất hiện của Thundurus là vùng đồng bằng. Hoặc là vùng đồng bằng hoa hướng dương. À, được quá ta. Biết rồi nha. Và sẵn tiện mình sẽ vô trong nhà tìm thêm một cái vật phẩm có tên là... Đây. Cái vật phẩm tên là Rival Glass á. Cái gương này sẽ có công dụng khá là hay khi mà mình dùng lên Thundurus. Một xíu hy vọng là chúng ta sẽ gặp được và test thử bằng cái gương này. Còn bây giờ thì tranh thủ trời sáng cả, đi luôn nha. Khoan. Chẳng qua là mình muốn khoe với các bạn một xíu ấy mà. Bình thường thì nhìn khá là lè lẹt luôn, nhưng mà khi mà biến về dạng nguyên thủy thì Kyogre và Groudon đều rất là ngầu nha. Được, thật sự đó. Rồi, không chần chờ gì nữa, chắc giờ mình sẽ lên đường và đi săn tìm Thundurus thôi, cũng như là những huyền thoại khác mà mình chưa có gặp được ha. Trên đường bay tới cái đồng bằng hoa hướng dương thì vùng núi này có Zeraora xuất hiện. À, Pokemon điện này mình đã gặp từ rất là lâu rồi, nhưng mà trong chỗ đánh boss cơ. Bây giờ mới có dịp gặp lại ngoài tự nhiên. Để xem coi, trận chiến này mình sẽ cho Lucario ra trận ha. Đây đây, kéo rỉa đi. Ui, nhưng mà không biết là kéo rỉa Zeraora có chịu nổi một hít hay không này. Đây 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 đây, kéo rỉa bằng vuốt thép có vẻ khá là ổn áp đây. Tấn công thêm một hít nữa. Rồi, Lucario đã kéo rỉa Zeraora rất là nhiều máu rồi. Cơ hội để mình tung bóng chữa và thu phục Zeraora thôi. Cố lên, cố lên. Nhưng mà hiện tại thì Lucario đang bị đánh rất là trọng thương rồi. Không ổn, không ổn. Mình phải đưa Pokemon khác vô làm tăng cơ thôi. Chứ tình hình này là một xíu Lucario bị đánh không được phát nào đấy. Zeraora hơi tính nóng nha. Nhưng đừng lo, mình có rất là nhiều Fastball. Để coi lần này. Ui, Fastball mà cũng không ăn thua với Pokemon điện thì sao? Quả thật, mèo điện Zeraora cực kỳ khó bắt á. Úi, ấy giờ bắt được nè. Vừa mới than khó bắt thì mình đã hốt liền Zeraora về đội rồi. Đưa vô coi thử coi. Đây, đây chính là mèo điện Zeraora á. Ui, nhưng mà khác với những Pokemon điện khác thì Zeraora không có cái skill tạo ra cái tia sét nhờ. Cũng khá là thiệt thòi đó, nhưng mà được cái Zeraora rất là ngầu. Và chạy thì sao? Ui, chạy siêu nhanh luôn. Chạy cực kỳ nhanh này. Hợp lý nha. Được, được, được. Cưỡi đi khám phá ở dưới mặt đất cũng khá là ok đấy. Còn về sức mạnh thì sao? Hiện tại thì Zeraora có... Wow, có kỹ năng tương tự Lucario mình mới học hôm qua nè. Power Up Punch. Rồi cú đấm sấm sét các thứ nữa. Được á, mình dùng Zeraora đi kéo rỉa máu các Pokemon khác cực kỳ ok đây. Hợp lý, hợp lý. Rồi, giờ thì tiếp tục bay tới cái vùng đồng bằng hoa hướng dương thôi. Ui trời, mưa các thứ rồi, thôi chắc ghé nhà chị ta trú mưa một xíu đi nhờ. Sẵn tiện ngồi đợi luôn, mình tới cái vùng đồng bằng hoa hướng dương rồi nè. Không biết chị tá có nhà không nữa. Ui nay chị tá không có nhà rồi. Ủa, và đây có Pokemon gì đẹp vậy? Ô, nhìn hơi dễ thương luôn, cầm bông hoa bay lơ lửng nè. Flete. À, được vậy. Pokemon này dễ thương nha, bắt thôi. Để coi mình có bắt được Flete hay không nhá. Úi, được luôn. Có vẻ là khá là dễ bắt ha.
Đây là flat te dạng màu trắng. Không ngờ dùng đồng bằng hóa hướng dương này lại... Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây, đây là Pokemon Enamorus. Pokemon mới nhất luôn. Trời, hôm nay mình hên vậy sao? Được nha. Cấp 70 hả? Để coi coi. Mình sẽ thử đưa Zerara vô. Được. Trận chiến đầu tiên mình sẽ thử cho Zerara đánh với Enamorus coi. Tung bóng chứa nè. Rồi, vô. Để xem coi mèo điện chiến đấu với Enamorus sẽ trông như thế nào đây. Trời, Pokemon gì mà giống như có con rắn đang quấn quấn quanh người vậy. Trời, kiểu tóc tết lại thành hình trái tim mới dữ nha. Nhìn màu hồng là thấy nam tính rồi đó. Đấm một cái nè. Cũ đấm sấm sét kéo rỉa thành không rồi. Hợp lý. Ao du. Enamorus đánh cũng đau lắm nha. Đấm thêm một cái nữa. Không biết là... Rồi, không kịp để tấn công thêm một đòn rồi. Enamorus có cái skill gì mà hồi phục ghê vậy? Chắc phải nhờ tới Duraludon để kéo rỉa thôi. Đây, Duraludon đã kéo rỉa rất là ổn áp rồi kìa. Chắc mình sẽ tung bóng chứa luôn thôi. Đánh nữa thì rất là nguy hiểm. Kẻo không bắt được thì tiếc lắm. Mình sẽ dùng Ultra Ball. Xem coi hôm nay Ultra Ball có bắt được Pokemon mới này không nha. Có vẻ là Duraludon đang bị thấp thế á. Nên mình sẽ cho Pokemon của mình Gigantamax lên một xíu. Để trâu trâu hơn chứ không gì hết. Rồi tiếp tục tung bóng chứa thôi. Có vẻ là khá là khó để chúng ta có thể bắt được Enamorus rồi. Nãy giờ tung Ultra Ball nhưng mà không hề xi nhê luôn. Ý! Đã vậy sao lưng mình còn xuất hiện Tornadus kìa. Ý! Lẹ lẹ nào. Enamorus chịu về đội lẹ đi. Ui! Đợi xíu. Tornadus đi đâu mà vội mà vàng vậy. Dính đầu cây. Bay dính đầu cây đi. Rồi, bay không có dính đầu cây. Tiếc vậy, đừng có đi mà. Enamorus về đội của tôi đi, rồi chúng ta cùng nhau sát cánh bên nhau, qua đó thu phục thêm Tornadus nữa. Rồi luôn, vụt mất thêm một Pokemon nữa rồi. Thôi, giờ thì mình sẽ tập trung chuyên môn trước đi. Gán bắt Enamorus trước rồi đã. Hên vậy. Lần thứ hai mình cố gắng bắt Enamorus đã thành công rồi ha. Và bây giờ Enamorus đã về đội của mình rồi. Quá xá đã luôn. Và đưa Enamorus vô trong coi. Màu hồng hồng nữa mới chịu ấy chứ. Và đặc biệt mình có thể sử dụng cái Revival Glass này. Wow. Giờ biến Enamorus thành cái dạng Therian. Ôi. Bình thường là dạng Ingranate. Còn dùng cái này một phát là biến thành dạng Therian liền. Sẽ tăng máu lên nha. Được ghê luôn. Còn ngoài tăng máu ra thì còn tăng gì nữa không ta? Nhưng mà nói chung là bây giờ là cưỡi được rồi đó. Đúng không? Ui sao không bay được à? Ok. Chỉ cưỡi thôi chứ không cho bay. Ồ. Xu vậy. Dạng này thì không còn không cho cưỡi cơ. Nhìn mặt á. Kháo khỉnh thiệt á. Tiếc quá à. Tưởng đâu mình cưỡi bay được chứ. Thôi thì tạm thời mình sẽ cưỡi tiếp Arceus của mình và bay qua hướng bên này coi. Hồi nãy thì mình thấy có Tornadus bay ngang vùng này nè, mà lúc đó mình bận thu phục Enamorus mất rồi. Chắc là Tornadus đã bay mất rồi. Hồi nãy giờ chắc bay mấy chục cây số rồi đó. Really nigga. À, đây là boss. Boss Darkrai.
Darkrai là một trong những Pokemon huyền ảo mà mình chưa có bắt được nè. Bữa nay gặp được boss luôn. Tiếc vậy. Thôi thì đã gặp thì xúc luôn á. Cũng như Duraludon thôi. Không gặp ngoài tự nhiên, gặp boss thì cứ xúc trước đi tính sao. Giờ thì mình sẽ cho... Ê mà khoan, Lucario thì cần phải Mega thì mới ngầu được nha. Đây đây, giờ mới đúng bài nè, Mega lên trước nha. Sau đó đấm Darkrai một cái nha. Nhưng mà Darkrai này cấp độ là Ultimate thì phải, nên cũng khá là nguy hiểm đây. Ừ, xí hộp. Đấy rồi, Lucario đã chủ động tấn công rồi á. Giờ tới công chuyện, tới công chuyện nữa. Đấm thêm một hit nào. Ê, coi kìa, Darkrai mạnh thiệt sự. Mình là cực kỳ ghét mấy Pokemon nào mà gu gu ngủ ngủ rồi ha. Đợi mình xíu, mình đưa Urshifu của mình vô. Lâu rồi chưa cho Urshifu ra đấm nhau các thứ nè. Bữa nay sẵn tiện cho Urshifu tập thể dục bằng Darkrai luôn ha. Vô em ơi, đấm Darkrai nào Urshifu. Đón nhận cú đấm của Urshifu nè. Này thì gu ngủ. Ru ngủ nữa đi. À, dám chống cự, chống cự à. Chống cự nè. Và Darkrai cho mình Adamant Orb. Ý, hôm qua vừa mới nói là thiếu cái Adamant Orb, hôm nay cho mình liền. Được thiệt sự. Bỏ túi lẹ. Rồi, mình đủ 3 cái Orb rồi đó. Quá là thích luôn á. À, giờ thì trời cũng đã sáng rồi hả. Ui, phải tranh thủ trở về nhà chị y tá mới được. Để AFK tiếp. Rồi, xuất hiện rồi. Kia. Lần này thì chạy lên huyện nha. Ui, lần này là có cả một Enanomate kế bên luôn à. Thôi, có Enanomate rồi. Giờ chủ yếu là thu phục Thunderous thôi. À, chiến này thì mình coi mình sẽ đánh nhau với Thunderous bằng Circuitry thử đi. Hôm qua thì Circuitry chưa có dịp kiểu như là ra trận để thể hiện sức mạnh á. Bữa nay là vô đề ba một phát, kéo rỉa máu Thunderous hơi bị tốt luôn. Và không chần chờ gì nữa, mình sẽ tung liên hoàn Ultra Ball á. Tới khi nào mà bắt được Thunderous thì thôi. Bây giờ mình bắt Thunderous đúng không? Cái bắt từ đây tới tầm chiều, cái tự nhiên Tornadus xuất hiện cái nữa. Trời, hít sảy con bà bảy liền. Kế hoạch là như vậy ha. Thôi, giờ thì cứ bắt Thunderous tèn tèn tới lúc chiều là hợp lý nè. A few moments later. Thế kia, Tornadus đã xuất hiện thêm một lần nữa rồi. Ở đâu? Tornadus xuất hiện đâu vậy? Hình như không gần chỗ mình cho lắm. À kia, tuốt đằng này lần nữa rồi. Sao lần nào xuất hiện cũng bay tít trên trời rồi bay đi luôn vậy? Mình thì chưa bắt xong Thunderous nữa. Hai lần rồi, chúng ta bỏ lỡ Tornadus hai lần rồi. Đây rồi. Xong. Sao cỡ 50 lần bắt thì chúng ta đã bắt được Tornadus rồi ha. Đâu rồi, Tornadus đâu rồi? Đây đây, Tornadus sẽ nằm trong bộ ba ở này ha. Và giống như Enamorus thì Tornadus, mình vẫn có thể dùng cái gương này để chúng ta biến trở thành dạng tên tên. Đây là Thuran ha. Ui, dạng này nhìn mấy chất này, cái quả đuôi nè, dạng ngoằn luôn. Và mình có thể cưỡi và bay không? Oh, Thunderous thì mình có thể cưỡi và bay nha. Một điểm cộng cho Thunderous đó. Và còn có thể phóng được tia sét nữa nè. Phóng thử coi. Phóng tia sét nào. Đó, dữ thiệt chứ. Cái tên nó lên tất cả hả. Thunderous mà. Ừ, để mình thử mình bay qua đây coi. Ê, ui, chiến này mình cưỡi Thunderous và bắt kịp Tornadus rồi.
À, cưng chạy đi đâu? Chạy lên huyện nha, to nó đớt. Để mình chặn đầu cái đã. Để coi anh em tương tàn nè. Coi Pokemon nào sẽ mạnh hơn nhá. Rồi. Thunderous kéo rỉa rất là tốt luôn. Được rồi, không đánh nhau nữa. Sau đó mình sẽ tung bóng chứa. Ôi nhưng mà mình còn có một quả à. Được không vậy? Được đi. Rồi. Hết sạch Ultra Ball rồi. Help me. Mình cần nhà tài trợ Ultra Ball. Rồi còn mấy cái quả này sao mà bắt nổi. Nhưng mà mình sẽ thử với Fast Ball ha. Nãy giờ thì mình bắt đa số là dùng Ultra Ball thôi. Để chiến này bắt Tornadus mình sẽ dùng Fast Ball thử coi. Biết đâu bất ngờ. Nhiều khi đổi bóng chứa lại đổi nhân phẩm á. Mình hên hơn hơn thì sao. Đúng thiệt nè. Mình chỉ tốn có mười mấy quả thôi là đã bắt được Tornadus rồi. Đây Tornadus nè, về đội luôn nha cưng. Đưa ra coi. Mình cũng sẽ cho Tornadus cái gương này. Soi một cái. Úi. Wow. Tornadus khi mà dùng qua cái gương á thì sẽ biến thành giống như là một chú chim vậy. Ý. Nhìn cute phô mai que vậy. Bình thường mặt ngầu lắm nha. Nhìn bình thường nhìn mặt đúng quạo luôn. Nè. Nhưng mà khi qua cái rương một cái là biến thành một chú chim nhìn hơi bị dễ thương. Ồ, được. Thôi, giờ thì chắc mình sẽ gửi Tornadus bay về nhà để chúng ta chế tạo thêm những cái quả Ultra Ball với lại Fast Ball thôi. Chứ số lượng nhiêu đây là mình thấy không có đủ rồi nè. Ok. Trên đường về nhà thì mình còn gặp một cái hội quán nữa chứ. Rồi tới rồi, sẵn tiện mình sẽ test đội hình mới của mình luôn ha. Đội hình này nhìn cũng có vẻ căng thẳng đó nha. Được quá ta. Vô chiến không nhờ. Sẵn tiện test sức mạnh của Zeraora luôn. Hợp lý. Đầu tiên thì mình sẽ dùng Arceus để câu cái Pokemon Dynamax của chủ hội quán trước ha. Sau đó thì mình sẽ đổi sang Lucario. Để cho Lucario Mega trước đi. Mega trước thì đánh nhau mới căng được chứ. Nhưng mà chủ hội quán này nhìn mặt quen lắm. Mình sợ là huy hiệu mình có được lần này á, khi mà chiến thắng sẽ bị trùng đấy. Rồi. Và Lucario đề 3 khá là tốt đây. Kéo rỉa được hơn 80% máu của Cadillac cả. Thêm một đòn Extreme Speed là chiến thắng. Hay rồi. Tiếp theo là em rùa à. Ui. Chủ hội quán dùng Pokemon hóa thạch cổ đại hay sao ấy. Nhưng mà vẫn bị Lucario đánh bại nè. Quá mạnh luôn. Thử dùng một đòn Aura Sphere. Ui. Coi kìa. Lucario Mega cực kỳ khỏe luôn. Nhưng mà bây giờ Lucario bị ru ngủ rồi. Ôi không. Phải thay thế thôi. Mình sẽ đưa bộ ba mới của mình vô ha. Đầu tiên là Thunderous. Ui da. Đánh đau vậy. Giật điện nè. À còn ngay máu. Còn thở là còn giật điện. Giật điện thêm cái nữa nè. Thunderous hay rồi. Kéo rỉa gì là tốt lắm rồi đó. Giờ thì thử với Enamorus nha. Trận chiến đầu tiên nè. Không biết Pokemon màu hồng nam tính này sẽ thể hiện ra sao đây. Chắc tại Aran quá mạnh thôi. Ồ chắc tại Aran mạnh nè. Aran quýnh gì đâu mà quá trời thốn rồi. Người ta quýnh sương sương giao lưu võ thuật thôi mà quýnh gì đó. Tới lượt Zerara coi. Đừng để Zerara nóng nha. Đấm một cái nè. Ồ, sợ chứ cứng. Ui. Hình như Aron mới tăng sức mạnh lên hay sao vậy? Sợ quá à. Đấm một cái cho đỡ sợ nè. Ây ui. Ui, Aron của chủ hội quán thật là ghê gớm nha. Kèo căng rồi. Nhưng mà Arceus sẽ thể hiện tốt đây. Mạnh thì mạnh đấy, nhưng mà gặp Arceus thì cũng tắc điện thôi.
bốc hơi liền. Và cuối Pokemon cuối cùng của chủ hội quán là Corsola. À được đấy. Kết liễu. What? Rồi, Corsola trả giá đi. Hồi nãy ăn hiếp Arceus này. Hổm rại thì mình bị trùng cái quy hiệu hội quán đá này rất là nhiều rồi ha. Chủ yếu là qua trận chiến với chủ hội quán thì chúng ta sẽ test được sức mạnh của các Pokemon ha. Thôi giờ thì chắc về nhà thôi. Hồi nãy giờ dầm mưa đánh nhau các thứ rồi, hơi bị lâu rồi đó. Tranh thủ trong lúc chờ đợi đập mấy cái quả bóng chứa mới á, thì mình sẽ đi đánh nhau với boss á. Và mình vẫn muốn cho Lucario ra thể hiện thêm một lần nữa. Kiểu mình rất là thích phong cách chiến đấu của Lucario ha. Rồi rồi rồi, Mega cái trước đi. Rồi sau đó tấn công cái em boss Kamurut này. Sao hôm qua cũng bị vậy mà hôm nay cũng bị vậy ta? Kiểu như mỗi lần đi đánh boss là Lucario ăn một vỏ hành vậy đó. Wow nha. Mình sẽ đưa Kyurem vô. Ui, mà Kyurem nguyên thủy ở dạng shiny á, nhìn khá là đẹp luôn. Mà còn mạnh nữa, thì thứ gì chịu nổi. Để tăng sức mạnh cho các Pokemon mới của mình thì chắc mình sẽ cho mỗi Pokemon mới một viên đá Z mới được. Đây mình có một viên đá Z hệ điện nè. Rồi một viên đá Z hệ, cái này là hệ siêu linh đúng không? Kiếm thêm một viên đá Z hệ tiên coi mình có đá Z hệ tiên không? Fairy. Có luôn, hợp lý. Như vậy thì ba Pokemon mới của mình sẽ có được ba viên đá Z tương ứng ha. Điện là cho Thundurus, hệ tiên thì cho Enamorus và nhầm. Hệ tiên là cho Enamorus nè. Còn hệ siêu linh là cho Tornadus á. Rồi luôn, tới công chuyện luôn. Giờ là hơi bị khỏe rồi đó nha. Rồi, và coi coi cái mớ cái nắp bóng chứa mình đã đập tới đâu rồi. Chiến này là có hơi bị nhiều bóng chứa nha. Hơi bị dư rồi đó, tự tin hơn rồi đó. Gặp là không có ngán Pokemon đâu. Tranh thủ trời mưa nè. Đi luôn, đi luôn. Đi vội, đi vội. Nhưng mà mình vẫn cay cú là tại sao Enamorus lại không có cho mình bay, trong khi là xuất hiện ngoài tự nhiên là bay lơ lửng. Tới hồi về đội của mình thì không cho mình cửa vào bay là sao? Kỳ cục kẹo vậy. Nghĩ mà tức á. Thôi, cưỡi tạm Tornadus đi cũng được. Trong lúc chờ đợi Pokemon kia xuất hiện thì mình sẽ cho Zerara của mình đi đánh boss các thứ ha. Sẵn tiện cày cấp đồ. Cố lên, thêm một đấm nữa. Cố lên, Zerara. Yes, thành công. Và boss kia cho mình một cái scope lens. Mình sẽ cho Zerara mình giữ cái scope lens luôn ha. Phần thưởng của mèo điện khi mà đánh boss đây. Quá là hấp dẫn luôn. Rồi, giờ thì tiếp tục. Còn có boss Aron ở đây à. Làm thêm một kèo nữa coi. Đấm một cái trước nha. Ui da, ai da. Aron boss cũng không phải dạng dừa đâu. Vậy thì cú đấm sấm sét. Thốm liền. Cú đấm sấm sét lần hai. Này, rồi thôi xong rồi. Chuyện xui gũi thiệt chứ. Thôi thì mình sẽ test tuyệt kỹ Z mới trên Enamorus ha. Để coi coi. Wow, được nha. Công nhận gắn viên đá Z vô cái Enamorus mạnh hơn hẳn liền. Mình qua dùng Misa cũng khá là nhiều lần rồi. Và đây là lần đầu tiên mình gặp Tutonator. Pokemon này là một Pokemon hệ rồng và hệ lửa nha. Đã gì cả. Chắc phải bắt cái em rồng này thôi. Dùng Netball nha. Cấp 25 thì chắc dùng Netball sẽ ok hả? Ui. Nhưng mà với em này thì không rồi. Cuối cùng thì cũng đã bắt được Tutonator rồi. Ấy thành tựu gì kìa? Dragon Slayer. Bắt 25 Pokemon hệ rồng. Thì ra Tutonator là Pokemon rồng thứ 25 mà mình có được. Hợp lý quá ta.
đưa ra ngắm một xíu coi. Này, trước ngực của Tutonator có hình ngôi sao lật ngược này. Lưng thì cũng đẹp nè. Đầu cũng đẹp luôn, dáng thì cực kỳ đô nữa. Đã vậy còn biết phun lửa nữa chứ. Quả thật là một em rồng xịn sò. Chỉ có điều là Tutonator không bay được thôi. Tutonator mà bay được thì úi dồi ôi luôn, bơ phẹt. Còn về hình dạng thì chỉ có dạng thường với dạng shiny thôi ha. Cũng khá là khiêm tốn, nhưng không sao, đẹp là được. Đi đâu mà vội mà vàng vậy Landorus? Đợi cưng hơi lâu rồi đấy. Sẵn tiện mình sẽ test sức mạnh của Tutonator luôn á. Mới về đội của mình đấy. Kéo rỉa cũng rất là tốt này. Được đó nha. Cẩu rỉa thêm một tí nữa. Ui nhưng mà cẩu rỉa gì thì hơi lâu á. Thôi thì đưa Tornadus vô kéo rỉa đi. Hy vọng là sẽ kéo rỉa tốt, mau hơn ha. Tiệt kỹ Z. Ừ, dùng tiệt kỹ Z luôn, sợ gì. Nó, mình có tiệt kỹ Z là phải dùng liền cho nó mau. Rồi, kéo rỉa như đây đủ rồi. Giao lưu võ thuật tới vậy thôi ha. Anh em quýnh xương xương gì được rồi. Giờ thì tung bóng chứa và thu phục Landorus thôi. Sau vài chục lần tung bóng chứa thì mình đã bắt được Landorus rồi ha. Cũng khá là mất nhiều thời gian đấy. Nhưng mà thành quả thì chúng ta sẽ có đủ bộ ba Landorus, Tornadus và Thunadus rồi á. Và mình sẽ cho Landorus có được cái dạng Therian luôn. Tên tên. Landorus là hình dạng giống như là sư tử vậy ha. Uầy, bay được luôn nè. Quá xá đã luôn. Giờ thì mình sẽ cho ba anh em ra ngoài chung một lúc. Ha, bốn anh em ra ngoài chung một lúc để mình chụp bức hình làm kỷ niệm nè. Bốn anh em cây khế á. Rồi, xong viên nha, đẹp luôn nha. Thành quả của cả ngày hôm nay đó. Và trong bốn anh em cây khế này thì mình ấn tượng nhất đó chính là Enamorus. Tại vì mặc dù những người anh em khác bay lượn các thứ rất là đã ha, nhưng mà riêng em này thì lại đi bộ thôi. Cuốc bộ vẫn là thượng sách ha. Không bay luôn. Không hiểu, từ chối hiểu. Về cái dạng này thì ốm tông ốm teo à. Mà xong biến thành dạng Therian á thì ú na ú núp. Chả hiểu kiểu gì mà còn không bay nữa. Ý, thêm một hội quán nữa. Và lần này là... Ui, hội quán nhìn xịn sò vậy. Ở trên này còn có một cái tượng Pokemon Volcarona. Xịn thế nhờ, đập được không? À, không đập được. Tưởng đâu đập mang về được thì tuyệt vời quá. Coi chủ hội quán sẽ đứng ở đâu đây nha. Để mình coi thử nha. Ồ, chủ hội quán có vẻ là người đứng ở đó thì phải. Còn chỗ nào cao hơn không? Để mình tìm vị trí của chủ hội quán trước cái. À kìa. Chủ hội quán tít đằng kia lận. Được nha. Và lần này có vẻ là hội quán cuối cùng mà mình sẽ chinh phục trong series á. Thế nên mình sẽ sử dụng đội hình mà mình nghĩ là sẽ ok nhất. Bao gồm đấng sáng tạo. Rồi chúa tể ánh sáng Necroma. Rồng Eternatus. Pokemon khởi đầu của mình Inteleon, võ sĩ Urshifu và cuối cùng là Calyrex á. Đây, đội hình của mình hôm nay sẽ toàn là thành viên cộm cán không á. Hồi hộp quá. Ừ, và sẵn tiện mình sẽ cho đấng sáng tạo Arceus thành hệ nước luôn. Đây, đổi hệ cái, xài cái hệ bóng tối hơi bị lâu rồi. Vô, để bá luôn. Đấy. À, đầu tiên là mình sẽ chiến đấu với Marmota. Ui, nhìn đẹp ơi. Nhưng mà mặc kệ, đánh trước tính sao. Ui, rén, đổi Pokemon liền. Đưa Rapidash vô liền. Này thì Rapidash nè. Tưởng Dynamax là có thể trụ nổi hả. Nhưng mà Arceus hơi bị mạnh nha. Ui giời. Có vẻ Arceus sẽ có thể gánh tem đây. Thêm một đòn nữa. Ý,
Và tiếp theo, đối thủ của Isis đó chính là Flareon. Đây là dạng tiến hóa của Eevee với viên đá lửa hay sao này? Nhìn đẹp ghê á. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà mình vẫn sẽ đánh thôi. Đưa Intel Lian ra trận nè. Lâu rồi chưa cho Intel Lian ra trận. Bữa nay ghi gan ta mắt lên. Bắn một cái một. Cái em kia đi luôn mà. Wow, Intel Lian vẫn khỏe như ngày nào. Bắn thêm một cái nữa nè. Intel Lian bắn phát nào là chất lượng phát đó. Ui trời ơi. Ba phát bắn là ba Pokemon khác nhau đi luôn. Quá khủng khiếp. Giờ thì tới Necroma đi. Đây Necroma mà hôm nam tính nha. Trận chiến cuối cùng nên tất cả các Pokemon đều được mình đưa ra trận thôi. Úi da, Necroma bị trọng thương rồi. Ôi không, không để Necroma gục đâu. Mình sẽ thay thế Eternatus vô liền. Khỉ lửa hơi bị láo đấy nha. Lụm khỉ lửa luôn. Ê, thắng rồi. Mình còn chưa dùng hết Pokemon nữa là chúng ta đã chiến thắng hội quán lửa tiếp theo rồi. Và huy hiệu lần này là một cái huy hiệu cũng na ná cái huy hiệu núi lửa lần trước nha. Để mình gắn vô cái hộp đựng cái đã. Lần trước là chúng ta được huy hiệu núi lửa nè. Lần này thì được huy hiệu nhiệt độ thì phải. Đây là hội quán tên gì? Để mình nhớ tên coi. Đây là hội quán Inferno ha. Wow, phải công nhận hội quán này đẹp thiệt sự. Tiếc là cái tượng ở trên mình không có đập mang về được. Phải đập mang về được thì mình lấy về làm kỷ niệm ha. Ồ, cho nghỉ mẹ một đi. Và mình vẫn còn một cái thí nghiệm gian dở chưa có thực hiện được. Để bây giờ mình sẽ coi. Mình sẽ làm luôn nhá. Đầu tiên là mình sẽ chế tạo một bát súp mắt nè. Đây, cho Charizard ăn cái bát súp mắt này ha. Liệu rằng ngọn lửa có thay đổi màu hay không? Thử nha. Ngọn lửa thì vẫn vậy nhưng mà màu của Charizard có một chút thay đổi này. Uầy, công nhận Charizard shiny ngầu đét luôn. Được quá ta. Rồi, chúng ta ngắm Charizard xong rồi. Chạy thôi, không đánh nữa. Hành trình nào rồi cũng sẽ tới hồi kết ha. Và hành trình siêu Bisamon của chúng ta đã trải qua rất là lâu rồi. Và trong thời gian đó, chúng ta đã cùng nhau chinh phục được những Pokemon huyền thoại như là bộ ba sáng tạo này, rồi bộ ba thời tiết, rồi bộ ba XYZ, và rất là nhiều Pokemon huyền thoại cực kỳ mạnh và đẹp khác nữa ha. Và lần này thì chúng ta còn có dịp sở hữu những Pokemon có cái hình dạng Gigantamax tiêu biểu như là Charizard Gigantamax chẳng hạn, hay là võ sĩ Urshifu Gigantamax, hoặc là Intel Lian Gigantamax nữa này. Quả thật hành trình này có rất là nhiều thứ mới mẻ đến với chúng ta ha. Và mong rằng thời gian sắp tới thì Bisamon sẽ có những bản cập nhật tốt hơn và thêm thật là nhiều Pokemon mới cũng như là những công trình để chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu và khám phá. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong xuyên suốt cái hành trình vừa qua ha. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại vào một ngày không xa ở thế giới Bisamon, nhưng mà là một bản cập nhật mới toanh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những series kế tiếp. Bye bye.